là rất là thân nhau này, cùng đi học hàng ngày với nhau, thì hai bạn có cái cảm xúc như thế nào về cái kỳ thi tại lễ hội âm nhạc của Ngoại ngữ Hà Nội lần này? Thì bọn em thì cảm thấy là chúng ta đã tạo một cái sân chơi rất là bổ ích và thú vị cho các học viên ở trung tâm, để mọi người có thể cùng giao lưu với nhau và trong sau những cái thời gian học căng thẳng thì sẽ có những cái sân chơi để vui chơi và giải trí với nhau để giải những cái căng thẳng đó. Rồi, rất là cảm ơn hai bạn. Thế hai bạn tại cái cuộc thi lần này thì hai bạn có tham gia nhiều tiết mục không? Bọn em là mỗi người tham gia mỗi một tiết mục đơn ca. Bạn em thì hát bài tiếng Trung, em hát bài tiếng Hàn. À thế à, tốt quá. Thế chúc hai bạn là tự tin thi tốt nhá, biểu diễn thật là hay nhá. Các bạn.